Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lệnh cắt đối tượng, tức là cắt các đoạn thẳng trong phần mềm AutoCAD 2015. Giả sử như mình có một cái đoạn thẳng như thế này. Đấy. Bây giờ mình muốn từ một cái đoạn thẳng này, mình sẽ cắt nó thành hai cái đoạn thẳng ở một cái vị trí mà mình biết trước, ví dụ vị trí này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ gõ lệnh BR. Đấy, break và các bạn enter. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn đối tượng mà các bạn muốn cắt. Đấy. Sau đấy các bạn hãy gõ F để chỉ định cái điểm cắt. Đấy. Sau đấy các bạn hãy kích vào cái điểm các bạn muốn cắt, ví dụ là mình muốn cắt cái đoạn thẳng của chúng ta ở đây. Đấy, kích vào đây. Đấy. Sau đấy các bạn hãy gõ cho mình phím A còng. Và mình enter. Đấy, các bạn này, xem này. Đấy. Một từ một đoạn thẳng, chúng ta đã cắt thành hai đoạn thẳng tách rời như thế này. Đấy. Lại break cũng có thể giúp các bạn là từ một cái đoạn thẳng này cắt thành hai đoạn thẳng và chúng ta có thể là bỏ đi một cái đoạn thẳng ở bên giữa như thế này. Mình sẽ gõ lệnh break. Mình enter. Sau đấy mình sẽ chọn cái điểm đầu tiên, ví dụ như mình muốn cắt cái đoạn thẳng này ở đây, cắt ở đây và bỏ cái đoạn giữa này, mình sẽ kích vào cái đoạn này. Đấy. Kích vào đây nhá. Lưu ý là các bạn cần phải sử dụng các công cụ bắt điểm hoặc làm sao đấy để xác định cho nó chính xác. Đấy. Kích vào đây. Sau đấy mình sẽ chọn điểm thứ hai, ví dụ là điểm đây chẳng hạn. Đấy, trả ở đây. Đấy, các bạn thấy chúng ta đã cắt được cái đoạn thẳng này thành hai đoạn thẳng. Đấy. Hoặc nhá, nếu các bạn không muốn lần kích chuột đầu tiên đã cắt luôn thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn này, BR enter này. Các bạn select đối tượng này. Đấy. Hoặc các bạn gõ F này. Đấy. Bây giờ các bạn hãy tự do hãy lựa chọn cái vị trí mà các bạn muốn cắt. Ví dụ như là vị trí này chẳng hạn. Đấy. Và đấy các bạn có thể đưa chuột ra và xác định cái điểm còn lại, ví dụ là đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã cắt được cái đoạn thẳng ra thành hai đoạn thẳng và mà mình đã bỏ đi được một đoạn ở giữa như thế này. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về lệnh break, tức là lệnh cắt đường thẳng trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.